Kính chào anh chị đến với kênh Bất Động Sản Bầu Bàng. Trước khi bắt đầu video, hãy cho A Giang gửi lời chúc sức khỏe, lời chào thân thương nhất tới gia đình anh chị cùng tất cả các anh chị em đang xem video này. Hôm nay em muốn giới thiệu cho anh chị một cái lô đất và một cái căn nhà trọ nằm ngay lô góc mặt tiền bê tông trong trung tâm hành chính của huyện Bầu Bàng. Như vậy là ngang 9 nha anh chị, ngang 9 dài 15 full hết thổ cư. Và cái căn nhà trọ này đang cho thuê 3 triệu một tháng nha anh chị, gồm có một trệt và một cái gác lửng ở phía trên. Ở đây là mặt tiền con đường bê tông chạy thẳng ra đường D14, sau đó chạy một khúc nữa sẽ ra đường D13. Con đường này sẽ chạy qua đường N6. Ở đây là ngang 9 dài 15 full hết thổ cư, gồm có một trệt và một gác lửng ở phía trên, đang cho thuê là 3 triệu một tháng. Nhân 15 giá 2 tỷ 550 triệu mà chính chủ gửi cho em. Và nếu như anh chị nào thích cái lô góc này, anh chị có thể liên hệ với em để gặp trực tiếp chính chủ về thương lượng về giá cả nha anh chị. Đây là một cái lô góc mà em thấy giá rất là rẻ luôn đó anh chị. Nó nằm trong trung tâm hành chính của huyện Bầu Bàng luôn á, mà giá như thế này rất là rẻ. Xung quanh thì tất cả các ký ốt đều được công nhân thuê và ở. Ở đây thì xe qua lại rất là ít, cho nên cái số lượng công nhân để mà thuê mà buôn bán thì khá là ít. Chủ yếu là người ta thuê để có một cái ký ốt, có một cái phòng rộng rãi để mà cho cả gia đình ở. Đây là con mặt tiền đường bê tông và bây giờ em sẽ chạy từ đây ra đường D13 và đi ra cổng chính của trung tâm hành chính huyện Bầu Bàng để anh chị biết được từ đây ra đó là tầm khoảng bao nhiêu, và anh chị được nhìn được cái quang cảnh xung quanh để xem được tối ưu của vị trí lô đất để mà anh chị có nhu cầu đầu tư. Thì nếu như anh chị có nhu cầu đầu tư thì anh chị vẫn có thể liên hệ với em qua số điện thoại ở trên màn hình. Đây là con đường nhựa nối thẳng giữa đường D3 và đường D13 nha anh chị. Rẽ trái chúng ta sẽ gặp con đường D3 chạy ngang, mà con đường đó em cũng đã có giới thiệu sơ qua cho anh chị từ những cái video trước. Và rẽ phải chúng ta sẽ đi ra con đường D13. Và bây giờ em sẽ rẽ phải đi ra con đường D13 và chạy một vòng trong khu trung tâm hành chính của huyện Bầu Bàng nha. Thì từ cái vị trí lô đất chạy ra đường D13 và ra chỗ trung tâm hành chính Bầu Bàng tầm khoảng bán kính tầm khoảng 500m nha anh chị. Đấy là chính là bảo vệ của khu BKMS. Và em chạy một chút xíu thôi đã chạy ra tới đường D13 rồi. Đây là con đường mà em đã từng nói với các anh chị từ những cái video trước, đó là khu ăn chơi nha anh chị. Đây là con đường mà gọi là khu phố ăn chơi. Tất cả các cái nhà hàng hoặc là quán cà phê hay là quán karaoke đều là 10 mét hết. Thì nếu như anh chị có khoảng 2,5 tỷ hơn thì anh chị có thể mua cái lô đó và anh chị có thể ở, hoặc là anh chị có thể cho thuê. Và hiện tại thì cũng đang cho thuê là 3 triệu đồng trong vòng 1 tháng nha chị. Và sau này khi dân cư nó đã đông, khu công nghiệp Bầu Bàng đã kín, thì cái vị trí lô đất mà anh chị mua 2 tỷ rưỡi sau này nó sẽ lên gấp mấy lần nha anh chị. Đây là con đường D13 nối thẳng từ ngoài đường NC chạy thẳng qua đường N9. Và hiện tại thì nó vẫn chưa thông tại vì nó đang còn dính một cái lô cao su mà chưa được đền bù thỏa đáng, cho nên chưa được thông. Còn nếu như mà đã thông rồi thì con đường này thì giá rất là cao nha anh chị. Và nếu như anh chị mà có mua trên con đường này thì anh chị hãy liên hệ với em để có những cái lô đất ngay trên cái vị trí đường này, để có một vị trí đẹp để anh chị đầu tư. Hay là anh chị có thể mở quán cà phê, mở nhà nghỉ, hay là mở quán karaoke, rồi đủ thứ nhà hàng như đó vân vân và vân vân.
Con đường này nếu như chúng ta chạy thẳng thì đi ra chỗ chợ Bầu Bàng tầm khoảng từ vị trí em đang đứng đây chạy qua đó tầm khoảng 200m, và rẽ phải thì chúng ta sẽ đi vào khu công nghiệp Bầu Bàng mở rộng. Và bây giờ em sẽ đi rẽ trái đi ra ngoài chỗ đường quốc lộ 13 ngay chỗ cổng chính của trung tâm hành chính của huyện Bầu Bàng nha anh chị. Dân cư ở hai bên đường của trung tâm hành chính rất là đông, và cái mật độ mà buôn bán khá là đông, và công nhân thì khá là ít, nhưng mà chủ yếu công nhân tập trung vào của chỗ khu dân cư là nhiều nha anh chị. Ở đây chỉ dành cho những đại gia và những buổi chiều mà người ta đi ăn uống thì rất là nhiều, và chủ yếu thì ở đây thì tập trung tất cả các cái thủ tục về mà hành chính nha anh chị. Và sau khi xây dựng trung tâm hành chính xong thì tất cả các cái dịch vụ này đều được dồn lại một chỗ trong tòa nhà 9 tầng của trung tâm hành chính huyện Bầu Bàng nha. Và từ cái vị trí lô đất chạy ra nhổ quốc lộ 13 thì em nghĩ rằng rơi vào tầm khoảng gần một cây số ha. Đi xe máy thì hết tầm khoảng 6 phút. 5 đến 6 phút nha anh chị, đó là em chạy chậm. Còn nếu như chạy nhanh thì tầm khoảng 3 đến 4 phút là anh chị có thể chạy từ vị trí cái lô đất mà chạy ra ngoài quốc lộ 13 rồi. Và đây là ngã tư cổng chính của khu công nghiệp Bầu Bàng mở rộng. Ngã tư giữa đường, giao nhau giữa đường Mỹ Phước Tân Vạn và quốc lộ 13. Thì đường Mỹ Phước Tân Vạn 30 tháng 4 này sẽ được cắt băng khánh thành và chính thức được mở thông thoáng. Đây là cổng chính của khu công nghiệp Bầu Bàng chạy vào đường DC và chạy qua khu công nghiệp Bầu Bàng mở rộng. Còn cái lối này chúng ta sẽ đi lên Bình Phước, Bình Long. Còn cái lối này là đi vào đường Mỹ Phước Tân Vạn là đường cao tốc nha anh chị. Đây là con đường nhanh nhất mà anh chị có thể đến những nơi cần đến. Còn đây là quốc lộ 13 chạy về thành phố Hồ Chí Minh nha anh chị. Và sau đây em sẽ cho anh chị xem cái cuốn sổ mà hiện tại cái lô đất này đã có sổ hồng riêng rồi, cho nên em sẽ cho anh chị xem cái cuốn sổ. Đây là một cái cuốn sổ nó nằm ngay lô góc nha anh chị. Và trong đó là 9 x 15 có tất cả là diện tích là hơn 100m2 và đều là đất ở đô thị phun thổ cư nha anh chị. Và cái video của em làm đến đây là đã kết thúc rồi. Em xin chào và tạm biệt tất cả các anh chị. Chúc anh chị ngày mới an lành và hạnh phúc. Chúc anh chị và gia đình luôn luôn hạnh phúc và luôn luôn mạnh khỏe. Em xin chào và tạm biệt.